là ví dụ như là ở trong phim thì những cảnh hành động mà xảy ra đôi khi mình bị sơ suất cái này, sơ suất cái kia hay là chưa được thì làm lại. Nhưng mà ở trên sân khấu chỉ một lần là phải ăn ngay, cái đó là cái rất là khó. Mà đôi khi thì các bạn cũng biết là những cái cảnh hành động mà đôi khi chỉ cần tóm tay của người kia mà trượt một cái là cũng có thể hư cái cảnh đó ở trên sân khấu. Thông Minh nhận lời tham gia chương trình này đó chính là cái số lượng khán giả sinh viên rất là đông. Chị Trương Ngọc Ánh chắc là lần đầu tiên Trọng Hiếu như thế sẽ hát cùng với Trọng Hiếu bài This Is My Life.